Xin chào tất cả mọi người nha. Video này lại tiếp tục đi khám phá những căn nhà mẫu đẹp nữa mọi người. Bây giờ đang còn đi trong cái khu nhà mẫu này, là cái khu này có tên là Homeworld nha mọi người. Thì sau một thời gian thành phố Sydney lockdown vì Covid đó mọi người, thì bây giờ những cái công ty nhà mẫu này người ta đã mở cửa lại rồi, để cho những ai có nhu cầu xây nhà thì quay trở lại đây để tham quan. Thì hôm nay nhà mình lại quay trở đây để chia sẻ một ít hình ảnh về những cái căn nhà mẫu cho mọi người xem nữa nha. Đây là cái căn nhà mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người. Đây là một căn nhà một trệt một lầu, nhìn cũng rất là đẹp. Công ty này có tên là Meridian Home. How with a granny flat? Yeah, cái nhà này có granny flat nữa, là có cái công trình phụ nữa. Đây là phía bên ngoài nè. Quay bên ngoài cho mọi người coi nó cái mẫu nhà nó như thế nào, xong rồi tí nữa mình vào bên trong. Cái này là bên hông nhà chứ không? Bên hông nhà mọi người. Bây giờ đi ra trước cái mặt trước nhà này. Đó, đây là cái mặt trước này. Đây là cái mặt trước của toàn căn nhà đó mọi người. Bên này cái gara nè. Bây giờ mình sẽ đi vào trong mình coi nha mọi người. Bây giờ mình đi vào trong coi đi. Bây giờ mình đi vào bên trong rồi nè. Đây, bây giờ mình vào bên trong căn nhà hồi nãy đứng ngoài trước này để quay cái mặt trước cho mọi người coi á. Bây giờ mình đi vào trong, đây là cái sân trước của cái nhà này. Nhà này bề ngang rộng á. Bề ngang từ bên này qua bên cái gara này luôn. Giờ mình đi vào trong tham quan nha mọi người. Giờ đi vào cửa chính này. Thì bước vào cửa chính đây có cái cầu thang để đi lên trên lầu. Bây giờ mình coi ở dưới lầu coi có cái gì nữa. Bên này, bên tay trái của mình bước vô là có một cái phòng. Phòng này như phòng làm việc đó mọi người. Kia mà có cái tủ lạnh ở dưới này, tủ lạnh nhỏ nhỏ. Đó, làm việc thì ngồi làm việc ở đây. Và bên này có một cái toilet.
Nhà này người ta lấy hai tông màu đen và màu xám làm chủ đạo mọi người. Toilet màu đen này. Cái nền nhà thì bằng gỗ. Mình đi tiếp vào đây. Ở đây có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này rộng quá. Phòng ngủ này ngay ở dưới lầu đã có một phòng ngủ rồi mọi người. Phòng này cũng chắc là master bedroom đó. Có cả phòng tắm nè. Bên này là mặt bên hông của căn nhà mọi người. Đây là một cái phòng ngủ. Có cái chỗ này để phòng để đựng quần áo luôn. Ngay trong cái phòng ngủ luôn. Và kế bên cái phòng ngủ đấy có một cái phòng movie room. Như là home theater mọi người. Có màn hình to chưa? Projector. Projector chiếu phim kia. Đó, nhà này lấy tông đen với tông xám làm chủ đạo nên màu nó tối tối. Đó là lúc bước vào căn nhà bên tay trái của mình nha mọi người. Đó, cái chỗ cầu thang này. Bây giờ mình đi thẳng ra đằng sau này. Ở khu nhà bếp ấy. À, không gian rộng quá. Một cái phòng khách to tổ chảng luôn. Nguyên cái khu phòng khách này bự. Đây có một cái phòng ăn. Có một cái bàn ăn, còn bên này là một cái nhà bếp. Ngay cái bàn ăn nhìn lên là có một cái không gian rộng, cái ceiling đó có đèn treo đẹp đấy. Cao, thoáng. Bếp này, bếp của cái nhà này nó rộng. Thì bên sau cái bếp là có một cái khu người ta kêu là walk in pantry á mọi người. Thì đằng sau này là mình vào sau này mình có thể để những cái đồ ăn, những cái đồ khô rồi á. Vào đằng sau này có thêm một cái bếp phụ nữa nè. Hồi nãy ở ngoài kia là một cái nhà bếp chính. Sau này có thêm một cái bếp phụ, đằng sau cái bếp chính có một cái nhà bếp phụ nữa. Và đây cái phòng giặt cũng nằm chung lên sau này luôn. Đây là phòng giặt. Đây là những cái tủ để mình đựng đồ á mọi người. Cái bếp phụ này nó thông ra cái bếp chính ở ngoài này luôn nè. Cái này phải big family, nhiều gia đình đông lắm ở cái này.
Ở sau này cũng có tủ lạnh nữa, cái chỗ đấy tủ lạnh sau cái bếp phụ. Khu bếp chính này. Đây là... nhà này người ta thiết kế hay không mọi người, cái bếp á, cái bàn bếp này nè, cái bàn bếp này người ta nới thêm một cái khúc ra như này làm thành cái bàn ăn luôn. Sau này là cái sân sau nha mọi người. Đó, đây là nguyên cái khu vực sân sau này. Đó. Đó, nguyên cái khu vực sân sau. Sau thì có bàn ngồi uống cà phê, uống trà. Bên này thì có bàn ngồi ăn barbecue. Cái chỗ này là cái công trình phụ ở đằng sau cái nhà mọi người, đó là cái granny flat á. Đó là tất cả của cái tầng 1 đó mọi người, ở cái dưới tầng cuối cùng á, ở tầng dưới cùng á. Bây giờ mình sẽ đi lên trên lầu quay cho mọi người coi nha. Bây giờ đi lên cầu thang. Cầu thang người ta cũng làm màu đen luôn nè. Đó. Đây là đi trên lầu nè. Trên lầu nhìn xuống nè. Đó, trên lầu nhìn xuống cái phòng khách hồi nãy ở dưới, bên này là cái nhà bếp nè. Đó, bước lên lầu thì bên tay trái có một cái phòng khách, nữa. Phòng khách khá là bự. Và kế bên phòng khách là có một cái phòng ngủ master bedroom rất là bự luôn. Phòng này với cửa sổ nó thoáng này, nhìn ra cảnh ngoài. Nhìn phòng ngủ bự chưa, cửa bự không? Phòng ngủ này có thể đi ra ban công ở đây không hả? Đây là master bedroom ở trên lầu mọi người. Có một cái góc này ngồi đọc sách ngay trong phòng ngủ luôn. Và đi vào đây là cái phòng tắm toilet cho cái master bedroom. Nhà này người ta làm cái màu gạch với màu nhìn nó đơn giản nhưng cũng nhìn sang trọng mọi người. Cái giường ngủ đằng trước này, phía sau là cái phòng đựng áo quần. Đây là treo áo quần ở đây. Ở phía bên này giống để mũ, để giày. Phía sau cái đầu của cái giường ngủ. Đó, giường ngủ này thì nó bước ra cửa đó là cái phòng khách ở trên lầu mọi người. Là hồi nãy ở dưới lầu là một phòng ngủ rồi, ở trên lầu đây là một phòng ngủ nữa hả? Tí nữa mình đi thì cái phòng ngủ này có thể đi ra ngoài được á, ngoài ban công này mọi người. Ban công này là ở phía trước nhà nè.
có thể đi ra ban công phía trước nhà và cũng có thể đi ra ban công phía bên hông nhà. Ok, bước lên cầu thang là bên phía tay trái là phòng khách, một phòng khách, một phòng ngủ mọi người. Bây giờ đi tiếp qua bên tay phải này. Đây một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này cũng có một cái phòng nhỏ nhỏ để cái áo quần luôn. Và ở đây có một cái phòng tắm nữa. Phòng tắm nào cũng rộng á, phòng tắm nào cũng hai cái sink á, double sink hết. Đó. Cái phòng tắm đứng thì ở trong này. Trên lầu 4 phòng ngủ, ở dưới lầu 1 phòng ngủ nữa, là nhà này 5 phòng ngủ tất cả. Đây là một cái phòng ngủ nữa. Đây là một phòng ngủ nữa. Này 5 phòng ngủ, 1 phòng ngủ ở dưới lầu và 4 phòng ngủ ở trên lầu. Cầu thang đi xuống rồi. Yeah, đó là căn nhà thứ nhất nha mọi người. Giờ đi xuống lại nha chứ lên. Bây giờ nhà mình sẽ đi qua một cái căn nhà khác cũng thuộc cái công ty mà Radiant Home này luôn. Nhưng mà cái nhà bên này là một căn nhà đôi, nhà duplex các mọi người. Nhà đôi là giống như hai nhà sát nhau á. Đó. Đó, nhà đôi thì có hai gara, nhưng mà cái gara bên này là thuộc của cái phía nhà bên này. Đó, và cái gara bên này là thuộc của cái nhà bên này. Đó. Ở Úc này bây giờ người ta cũng xây nhà đôi nhiều lắm mọi người. Những cái ai mà có những cái miếng đất mà bề ngang mà đủ tiêu chuẩn của hội đồng thành phố cho phép á, thì đủ tiêu chuẩn là người ta cũng xây nhà đôi như vậy hết. Xây như này thì có con cái thì cho con cái ở một bên, bố mẹ ở một bên, hoặc là mình xây hai căn lên bán một căn ở một căn, hoặc là xây lên rồi ở một bên là cho thuê một bên, cũng có nhiều cái option rất là tốt mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào trong coi nha mọi người.
Đó, bước vào. Bước vào là có một cái phòng khách nhỏ nhỏ. Thường thường thì nhà đôi thì cái diện tích nó cũng không có được rộng rãi như những cái nhà giống như một cái nhà trên một miếng đất. Tùy cái miếng đất to thì mình xây cái nhà đôi nó to thôi. Ở sau cái phòng khách là có một cái toilet nè. Nhà này sàn nhà thì người ta lót bằng bằng cái này như là kêu là laminate, giả gỗ mọi người. Đó, đây bước vào sau cái phòng khách hồi nãy là có một cái nhà tắm nè. Và đi xuống đây kế bên cái nhà tắm là có một cái phòng ngủ. Phía sau này là cái sau cái gương này là cái tủ áo quần đó mọi người. Cái này là đó, tủ âm á. Hôm nay mọi người có thể treo áo quần là đựng ngồi luôn. Tiếp tục đi ra đằng sau nha mọi người. Ở bên này là có cái cầu thang để đi lên trên lầu nè. Đó, bước ra cái khu phía sau nè là có thêm một cái phòng khách nữa nè. Phòng khách đây thì ngồi đây thì người ta thiết kế cái bức tường này thành một cái tủ như là cái tủ tivi đó mọi người. Đó, và đi tiếp ra đằng sau này là cái khu vực bàn ăn nè. Và bên này là cái khu vực nhà bếp. Đó, khu vực nhà bếp. Bên phía bên này nó có những cái kệ để mình để những cái đồ khô. Và phía sau cái nhà bếp này là cái phòng giặt. Có cái cửa đi ra sau nó phơi đồ mọi người. Đứng từ nhà bếp thì nhìn ra được cái khu vực phòng ăn ở kia và cái phòng khách. Và đằng trước kia là cái cửa chính ra đi ra ngoài. Thì mình di chuyển là đằng sân sau nha mọi người. Sân sau đây. Nhà đôi nên cái diện tích đất nó cũng khá là thêm tốn thôi. Diện đất đất sau này chắc khoảng phải 30-40 m² á. Có lò barbecue ở kia. Cái bàn ăn ở đây. Đó nhà đôi ấy, mọi người, đấy là cái hàng rào màu trắng kia là nó ngăn giữa hai cái nhà với nhau ấy. Nếu mà mình là chung một chủ nhà thì mình có thể làm cái cửa giống như người ta làm nè, thì hai nhà thông nhau đi qua đi lại, giống như hồi nãy mình nói là mình xây nhà đôi lên rồi bố mẹ ở một bên, con cái ở một bên, hay là thì rất là tiện. Mình đi lên trên lầu xem nha mọi người.
lên trên lầu quay nhanh một cái cho mọi người coi. Đó, bước lên lầu thì có một phòng ngủ ngay ngay phía trước. Tây người ta thiết kế mình mê hết, nhìn nó rất là ấm cúng và rất là hiện đại. Ngửi mình có áp bự nè, ngửi là master bedroom này, còn master bedroom có toilet luôn. Đó là một cái phòng master bedroom ở trên lầu của cái căn nhà đôi này nha mọi người. Đây, kế bên cái phòng master là có thêm một cái toilet nữa. Những cái vòi nước người ta làm màu đen này nhìn đẹp lắm rồi. Bước lên đây thêm một phòng ngủ nữa, bốn phòng ngủ. Căn nhà đôi này trên lầu bốn phòng ngủ. Thường thường nhà đôi thì diện tích nó giới hạn lắm mọi người, nên trên lầu người ta không có phòng khách, trên lầu chỉ có phòng ngủ thôi. Trên lầu người ta làm có thêm một cái khu nhỏ nhỏ, có vệ sinh ở đây đây. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Có cái tủ âm ở đây. Trên lầu nó kết có người ta, trên lầu người ta có cái hallway nhỏ nhỏ này để dẫn tới những cái phòng ngủ đó kia, tới cái phòng tắm, xong rồi tới phòng ngủ. Ở đây một phòng ngủ. Ở đây một phòng ngủ. Ok, bây giờ đi xuống lầu mọi người. Thì nhà đôi thì mình quay một bên này thì cái căn nhà bên kia cũng giống y xì như vậy thôi mọi người. Thì nhà đôi thì mình chỉ quay một bên cho mọi người coi thôi nha. Đây là căn bên này, phía căn bên kia thì là cũng giống thôi, cũng giống nhau, bên trong nó thiết kế cũng giống nhau thôi. Ok mọi người, mình vừa mới dẫn mọi người đi tham quan cái căn nhà này đó.
của công ty Meridian Home này nè. Thì theo cái thông tin ở trong văn phòng của công ty này cho biết thì để xây căn nhà này thì sẽ phải mất 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu tiền Úc á, đô la Úc. Và cái miếng đất này là 800 m², tại vì cái nhà này nó có cái công trình phụ đằng sau là có cái granny flat nữa nên giá xây nó hơi cao. Và cái mặt trước này là cái mặt trước của căn nhà, từ bên này qua bên này là 20 m. Còn cái căn nhà đôi này nè mọi người, cũng thuộc của cái công ty mà Meridian Home này luôn. Đó, thì cái để xây một cái căn nhà đôi này là 1.5 triệu nha mọi người. Đó, hai căn bên này là có giá 1.5 triệu. Đó. Cái mặt trước này cũng 20 m luôn đó. Đó, căn bên này nhà lầu giá xây 1.4 triệu. Căn bên này nhà đôi giá xây 1.5 triệu nha mọi người, 1.5 triệu tiền Úc. Ok, đó là hai cái căn nhà của cái công ty Meridian Home hôm nay mình chia sẻ với mọi người nha. Là hy vọng là mọi người thích hai căn nhà này. Thì những cái thông tin của hai căn nhà này thì mình để ở dưới cái phần mô tả đó, phần description đó. Giá xây hoặc là đất bao nhiêu thì mình để thông tin của cái công ty này ở dưới phần mô tả luôn, thì mọi người vào tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Hẹn gặp mọi người tiếp theo, những video tiếp theo nha. Bye bye.